Trái đất này không bao giờ nhiệt độ, cho nên không thể nào chúng ta nói là không nên suy đoán. Và tôi cầu xin các vị đừng bao giờ đoán mò và đừng bao giờ tiên đoán nữa. Bởi vì cái bao nhiêu cái phước của các vị tu, các vị cứ tiên đoán cái thế giới này cái tận diệt hòa, cho nên ma quỷ nó theo cái ý nghĩa của quý vị, nó vô tình nó xài hết phước của quý vị, nó mượn tay quý vị để diệt người ta. Ta biết kinh đất trời chiên đồ, mưa giống chiều mở lối người tin. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay con là Nguyễn Thị Phương Yến, 40 tuổi. Pháp danh của con là Thanh Thảo. Hôm nay xin đem chân lý của con và những gì hiểu biết. Thật sự ra thì đáng lẽ con sẽ không bao giờ nói, con sẽ im lặng cho đến ngày nhắm mắt. Tất cả cũng vì ma dư nó sai khiến từ bộ não của mình, bởi vì nó sống trong mộng ma. Mà bao nhiêu người chúng ta đây bị gạt, biết bao nhiêu người tu đạo phải chịu đau chịu khổ, thì hôm nay con không thể giống như những người đó nữa. Bởi vì bản thân con cũng là người chịu tai tiếng trong đời mạng pháp này, con đã chịu mười mấy năm im lặng. Đó là một phần chính. Một phần phụ nữa, con phải nói ra sự thật để cho những người thân của con, và con cũng còn mong những người thân và bạn bè thân hữu của con hãy để cho mẹ con của con có một con đường sống. Con không phải là một người khùng, cho nên từ đây cho đến ngày nhắm mắt, tôi không biết là tôi sẽ còn khùng bao nhiêu nữa và tôi sẽ khổ bao nhiêu nữa. Thì lỡ quý vị có ai thấy tôi đi lang thang ngoài đường, hay là thấy tôi nằm giữa đường, hay tôi làm điều gì đó mà trái ý, thì quý vị nếu thương xót thì hãy cho tôi một ly nước hoặc là cho tôi một bữa cơm, cho đừng đánh, đừng đập tôi nữa, đừng hành hạ thân xác của tôi nữa. Làm như thế có lỗi với trời đất, và bản thân tôi rất đau khổ, và con cái của tôi nó cũng đang kiếm miếng ăn để nuôi tôi sống qua ngày. Vậy hôm nay cầu xin quan hệ, bởi vì pháp của tôi khó hiểu, khó tin và khó thấy, cho nên từ chỗ đó tôi âm thầm chịu đựng mà không dám thiết. Thì ngày hôm nay tôi xin nói A Di Đà Phật. Tôi là con thảo ngu si, bao năm tìm kiếm những gì không công. Tôi là một kẻ trôi sông, quê tôi ở tận biển đông, giữa đường phan rang dùng biển yêu thương. Tuổi thơ tôi nhặt trăm đường khổ đau, vậy mà tôi còn phải lăn nhào, mang bao bệnh khổ tôi đào ngược lên. Suốt ngày cười nói mình ơn, tầm sư học đào rao tên bệnh khùng. Tôi tầm từ ấy đến giờ, chỉ mong có được lời thơ cho đời. Dù tôi không được tiếng cười như bao khen tặng của người cho tôi, nhưng mà tôi chẳng mất vui, vì tôi đã ngộ cái đuối ở trong sình. Trong sình có nước tĩnh bình, nghĩa quý vị, có trời, có đất, có mình, có ta. A Di Đà Phật. Bởi vì sao hôm nay tôi phải tiết lộ, trước khi tôi vào vấn đề và trước khi tôi thiết tại sao tôi đấu với thiên ma và thiên ma là ai, thì hôm nay tôi sẽ cho quý vị một tin vui. Trái đất này không bao giờ nhiệt độ, cho nên không thể nào chúng ta nói là không nên suy đoán. Và tôi cầu xin các vị đừng bao giờ đoán mò và đừng bao giờ tiên đoán nữa. Bởi vì cái bao nhiêu cái phước của các vị tu, các vị cứ tiên đoán cái thế giới này cái tận diệt hòa, cho nên ma quỷ nó theo cái ý nghĩa của quý vị, nó vô tình nó xài hết phước của quý vị, nó mượn tay quý vị để diệt người ta. Thì hôm nay hãy nghe tôi nói nè. Mấy triệu 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 năm thì trái đất này mới có, rồi thêm hàng triệu triệu năm nữa, cái người mà sống trên cõi trái đất này đầu tiên đó là khủng long, rồi hàng triệu triệu năm nữa mới có con người. Cho nên chúng ta muốn có một kim thân đắc đạo hoàn toàn thì chúng ta phải đợi hàng triệu 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 năm nữa. Khi đại linh hồn chúng ta đã đầy đủ hết thì chúng ta sẽ có kim thân đắc đạo và một người sống hoàn toàn đắc đạo, chứ không còn là một sống trong cái lối vô, vui vẻ gì trong lối vô, bởi nó không biết ngày giờ tối sáng. Thì cái đó sau này tôi mới kể cho quý vị nghe. Còn hôm nay tôi cho quý vị biết thế gian này không bao giờ tận diệt và trái đất này mãi mãi còn. Cho nên tôi cầu xin tất cả quý vị, tâm linh là tâm linh nhưng phải kết hợp với khoa học. Đó là gì? Khi bệnh thì làm ơn đi bác sĩ giùm tôi. Nghe, tại cái xác mình là giả cho nên mình phải cần bác sĩ. Mình ăn súc sanh, mình ăn bao nhiêu con vật thì mình bệnh. Cái thật thì mình phải đi chỉ cái thật. Khi nào mà bạn chỉ không hết, bác sĩ tìm không ra bệnh thì hãy tìm về tâm linh, tìm về thuốc trong tâm linh, đó là cái cách cầu cứu sau này.
Cho nên tôi yêu cầu như vậy, tâm linh và khoa học phải kết hợp lại. Một cái chỉ thân xác, vì thân xác chúng ta khỏe mạnh, cái đầu của chúng ta là cái bộ não của ta, chính là viên kim cương, chính là ông Phật đó. Chúng ta phải mạnh khỏe, có sức khỏe đàng hoàng thì chúng ta mới tu tập được. Ok, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là tôi tiết lộ thiên cơ nhỏ thôi cho quý vị biết. Còn hôm nay, trước khi vào vấn đề thì tôi xin có một bài pháp A Di Đà Phật. Tôi chẳng nghĩ tôi là đĩa màu, cũng chưa từng là mẹ Âu Cơ. Tôi chỉ biết tôi là con thầu, từ lâu rồi mang tiếng khùng điên. Từ thở nhỏ sanh ra tôi đã biết niệm Di Đà học Phật Thích Ca, từ chú pháp cho đến kinh Địa Tạng, đến mười điều của Phật Tây An, cho đến hết tám điều giới cấm của Đức Quỳnh Giáo Chủ viết ra. Tôi thông suốt từ A đến Z, từ thờ nhỏ cho đến ngày lập thật. Tuy xác sanh tôi làm nhiều việc sâu, cũng do gì chữ hiếu mà sanh. Dù không phải mẹ phải cha, nhưng công thọ dường như ba mà mình, nên lòng tôi quyết hy sinh, dù cho tôi bị ngục hình cũng cam. Bao lần bệnh khổ phải mang, thiên đàng địa ngục tôi lang thang một mình. Rồi khi tôi biết tới kinh Pháp Hoa Diệu dùng ánh minh sáng ngời, Pháp Hoa là mẹ thằng Tàu, chỉ có kinh đó là cao nhất đời, nên tôi quyết chí đứng ngồi tìm ra chân lý để đời cho vui. Nhưng mà ai hiểu được tôi, trời sầu đất thảm khi tôi ngộ rồi, lòng đau đến tận trời mây, rồi bị nó nhập phanh thấy quá trời. Nó hành, nó nhập, nó lôi, nó cho ăn thứ tanh hôi nhất đời. Cạo đầu uống bần ăn dơ, hồn tôi lạc khắp đền thờ tổ tiên. Cũng nhờ có mấy phước duyên, Quan Âm Nam Hải rước liền hồn linh. Mẹ cho tôi nước bình bình, đưa hồn nhập xác của mình được lên. Cũng nhờ ơn đức bề trên, có ông mặt sắc, có thần cầm đao, có ông mặt đỏ nhập vào, có thần xăm xét, có ngài thiên lôi, có hàng tiên ngự trên trời, có bông, có nước, có mùi hương thơm. Tôi đây thấu rõ hết trơn, tiền căn số kiếp tôi mang ơn bao người. Tôi đây chẳng phải tu hiền, cũng không phải Phật, phải tiên trên trời, mà tôi chỉ có đạo đời, thích thơ lục bát, thích lời nói hay. Những lời tôi nói hôm nay là lời chân thật, tỏ bài tự tâm. Ai cũng bảo cao thâm Phật Pháp, mở lời ra như lửa đốt đầu, giống như nước chảy qua cầu, nhưng khi tôi khổ có người nào đâu. Mấy lần tôi tham tôi sâu, một mình chiến đấu bạn đâu chẳng tìm, chỉ có mấy phước duyên Bồ Tát, và bao người sống thác vì tôi. Và hôm nay tôi nói tại sao thiên ma làm khổ chúng ta, và tại sao từ xưa đến nay biết bao vị Bồ Tát mà đắc đạo phải chết đau chết khổ thì như thế này nè quý vị. Cái này tôi biết là không phải tôi biết, nhưng mà ân trên đã về và cho tôi biết. Và mười mấy năm nay tôi là người một mình chiến đấu với thiên ma, cho nên tôi sẽ nói ra sự thật. Khi cái trái đất này ngày xưa, chúng ta chưa có trái đất này đâu quý vị. Từ thở xa xưa, trái đất này chưa hình thành, hỗn độn sơ khai, thì các vị nghe bài pháp này. Khi tôi bình bên tai nghe nói, trái đất này khi mới sơ khai, có mạnh thú là loài duy nhất, răng chín đầu hiền đức tổ tiên. Và trải qua bao đời nghiêng đồ, mẹ là người giấc ngộ đầu tiên, nên con răng đồ duyên yêu ghét, nó biết yêu thương người rõ nét. A Di Đà Phật.
ta thiết kinh đất trời chiến đồ, mưa giông chiều mở lối người tin, chớ không phải thiết kinh nói sao, hãy nhìn đi thiên đạo mịt mù. A Di Đà Phật. Bởi vì khi vũ trụ mới bắt đầu còn hỗn độn sơ khai trong bầu khí quyển, thì có một cái vị tối cao nhất, đó là các linh hồn của suy nghĩ. Các bạn biết linh hồn suy nghĩ thì các bạn phải hiểu là to lớn như thế nào. Khi chúng ta là một tiểu linh hồn nhỏ mà chúng ta một ngày còn suy nghĩ quá nhiều thì huống chi cái hồn suy nghĩ nó còn lớn hơn nữa. Gọi là người đời, tôi nói gọi nôm na đó là vô cực đại từ tôn đó, gọi là tạo hóa. Thì trong tạo hóa thì các vị đó có rất nhiều vị thiên thần. Mà tôi nói cho các vị nghe, hồi xưa giờ các vị cứ thấy trong phim, trong ảnh hay trong hình nói là các vị thiên thần họ đẹp là các vị sai nghe. Thở xa xưa, các vị thiên thần không hề đẹp như chúng ta nghĩ. Hiện nay con người mình mới là đẹp, mới là đủ hoàn mỹ. Còn các vị thiên thần, có người thì hai đầu, có người thì ba đầu, có người có trăm tay. Tất cả là linh thú hết. Thượng đế sanh toàn là linh thú, là người là rồng, rắn, chim, phụng, cá, tôm, cua. Tất cả những linh thú, nhưng mà xác thân các vị linh thú ấy không hề có xương có thịt với chúng ta, không có cái thân xác cho chúng mình. Mà các vị linh thú đó, có người thì mang hồn lửa, có người thì mang hồn sắt, có người thì mang hồn đá, có người thì mang hồn nước. Thân thể của các vị đó là những kim thân không hề biết đau. Các vị đó không hề biết đau và các vị đó cũng không biết chết là gì. Cho nên các vị đó vì không biết đau, không biết quả báo, cho nên các vị đó suốt ngày cứ đấu đá nhau, cứ tranh giành đánh nhau, dùng thần thông mà quánh nhau mãi. Không biết tu, không biết tu cho nên làm cha trời quá đau. Đánh nhau xong hết năng lượng cái rớt xuống, cũng chết nhưng mà chết trong sự không biết. Trên trời rớt xuống quá nhiều. Các bạn có biết rớt đến nỗi mà không phải là tự động mà rớt, mà do tạo hóa cho rớt. Vậy vì trong đầu người có một cái sự hiểu biết và một cái trí tuệ vô bờ bến, cho nên cho hết tất cả thần thú chết. Rồi cái xác đó, tất cả thân xác mới thành đất. Có vị thì thành đất, có vị thì thành đá, có vị thì nước. Tất cả đất, nước, gió, lửa chúng ta ở là đều thân thể của các vị thiên thần nha quý vị. Là tất cả của thân thể và hình xác của linh thú mà tạo thành sông, nước, gió, lửa, thành một bầu khí quyển. Cho nên cái cây cũng có tâm linh, cục đất chúng ta cũng có tâm linh. Và tất thứ cơ, tôm, cá, gà, cua cũng từ cái tâm linh của các vị thiên thần mà quá thành, đã chuyển kiếp quá thành. Cho nên chúng ta ăn những con vật, con cá, con gà, con cua, chính là chúng ta ăn bản thân chúng ta. Chúng ta ăn các vị thiên thần, ăn cha, ăn mẹ, ăn con, ăn dòng họ của chúng ta đó quý vị. Tại vì chúng mình ngày xưa cũng là thiên thần, chúng mình cũng là những con vật của đại từ tôn, mà chúng ta chết xuống mà thành đất, thành đá, xong rồi thân thể chúng ta nằm ở đó, rồi cái hồn chúng ta lại quá kiếp lên nữa. Cho nên tạo hóa là vô cực đại tự tôn. Người đó không phải nam mà cũng không phải nữ, bởi vì người đó đã hoàn mỹ vừa nam và vừa nữ luôn.